Xin chào các bạn, ở video trước mình đã giới thiệu với các bạn chiếc camera an ninh Okisa T8369. Hôm nay mình đang có đây một chiếc camera an ninh cũng đến từ hãng Okisa. Model này có tên là Okisa T8368. Sản phẩm này thì có cách đóng hộp tương tự như model T8369. Đây là chiếc camera của chúng ta. Bên trong hộp chúng ta cũng có những phụ kiện như là adapter nguồn, bộ phận giá đỡ treo tường, sách hướng dẫn sử dụng, dây cáp mạng và bộ vít nở. Chiếc camera này thì cũng sử dụng cảm biến hình ảnh có kích thước 1/4 inch giống như chiếc T8369. Xung quanh cảm biến camera này có bố trí 12 đèn LED hồng ngoại để hỗ trợ cho chế độ quay đêm. Ở vị trí này còn có một đèn LED thông báo để cho chúng ta biết hoạt động của camera nữa. Đối xứng với đèn LED này là cảm biến ánh sáng để hỗ trợ tính năng bật tắt chế độ quay đêm tự động khi trời tối. Ở phần đế này thì có in logo của nhà sản xuất Okisa. Phía trên đây chúng ta còn có một lỗ mic nhỏ nữa. Phía sau phần đế này là nơi đặt các cổng kết nối. Đây là jack cắm nguồn cho camera. Còn đây là một nút reset. Chiếc camera này còn hỗ trợ thẻ nhớ tối đa lên đến 64GB. Với dung lượng này thì các bạn có thể lưu trữ video trong khoảng 8 ngày. Vị trí này là cổng cắm dây mạng của camera. Nếu bạn không muốn cắm dây mạng dườm dài thì chiếc camera này cũng hỗ trợ khả năng kết nối wifi. Đặc biệt là chiếc camera này có chế độ wifi One Key, kết nối rất là nhanh, giảm bớt thao tác cho người sử dụng. Bên dưới cụm cảm biến của camera là loa ngoài của thiết bị này. Chiếc loa này được đặt ở vị trí khá là kín đáo, có phần tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Mình phải loay hoay mất một hồi mới tìm thấy vị trí đặt chiếc loa này đấy. Mặt đáy của chiếc camera có một lỗ ốc để các bạn gắn lấy bộ phận giá treo tường như thế này. Các bạn chỉ cần vặn chiếc ốc này vào là xong. Model Okisa T8368 này thì cũng có thể thay đổi góc nhìn của camera. Nó có thể xoay 360 độ ở trục ngang, còn ở trục dọc là 80 độ. Để chiếc camera này hoạt động được thì chúng ta phải cắm dây nguồn vào phía sau. Khi mới khởi động lên thì chiếc camera sẽ xoay ngang dọc một vòng để chào mừng trông rất là thú vị. Tiếp theo các bạn cần tải về phần mềm Okisa IP Camera trên Google Play hoặc trên App Store. Mở ứng dụng lên các bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào hệ thống máy chủ của Okisa. Khi đã đăng nhập thành công thì để thêm camera các bạn chọn là OAD Camera ở đây. Một cửa sổ mới hiện lên sẽ cho phép bạn lựa chọn cách kết nối. Bạn có thể kết nối nhanh qua mạng Wi-Fi hoặc là chọn cho mạng LAN. Và tùy chọn thứ ba là quét mã QR code ở mặt sau của thiết bị này. Ở đây mình sẽ chọn kết nối qua mạng Wi-Fi. Với tùy chọn này các bạn chỉ cần ghé điện thoại lại gần camera và chờ khoảng 5 giây để điện thoại tìm thấy camera. Rất là dễ dàng và nhanh chóng. Phần mềm sẽ hỏi bạn mật khẩu kết nối thì bạn sẽ nhập vào mật khẩu mặc định là 6 số 8. Mật khẩu này thì có ghi ở phần đáy của camera. Nếu muốn thì các bạn có thể thay đổi về sau. Ở trong phần mềm này các bạn có thể chụp lại ảnh hay là ghi lại video. Biểu tượng micro đây dùng để nói chuyện với người đang đứng trước camera. Để chỉnh góc nhìn cho camera thì các bạn vuốt qua vuốt lại trên màn hình như thế này. Thao tác rất là dễ dàng và tiện lợi. Chiếc camera này có thể quay video với chất lượng HD 720p. Tuy nhiên bạn có thể chọn độ phân giải thấp hơn để có thể lưu trữ video trong nhiều ngày hơn. Mình nghĩ là các bạn nên để tối đa 720p vì 8 ngày là khá đủ rồi. Hình ảnh quay ban ngày của camera này có độ chi tiết khá là tốt, có thể nhìn rõ được mặt người. Mình thấy tính năng nam thoại của chiếc camera này khá là hữu ích. Khi phát hiện ra có kẻ lạ mặt xâm nhập căn nhà của bạn thì các bạn có thể hô to lên để cho tên trộm giật mình rồi bỏ chạy. Ngoài ra camera cũng có chế độ phát ra âm thanh cảnh báo để dọa những tên dạo trích. Khi phát hiện ra có người di chuyển qua camera, các bạn có thể bật chế độ này lên nếu như bạn không thể ngồi liên tục để theo dõi trên điện thoại. Quay ban đêm thì với 12 đèn LED hồng ngoại, hình ảnh thu được từ camera khá là ổn. Chi tiết vẫn được tái tạo rõ ràng trong khoảng cách từ 3 đến 4 mét. Khi mua chiếc camera trong đợt này, bạn sẽ được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ của hãng Sunlink với dung lượng 8GB và đây là một bộ chuông báo động gắn ở cửa. Hai phụ kiện này thì khá là hữu ích. Cùng với chiếc camera an ninh Okisa T8368 thì căn nhà của bạn sẽ trở nên bất khả xâm phạm với những tên dạo trích. Với mức giá phù hợp với đại đa số người dùng cùng với nhiều tính năng thông minh, chiếc camera này rất là phù hợp để sử dụng trong những hộ gia đình hay những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Các bạn nghĩ sao về chiếc camera an ninh này? Hãy chia sẻ cho mình biết suy nghĩ và cảm nhận của các bạn ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.